Hai chào cả nhà đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì trước ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy đây là năm con bé chó mà Thi Lê cách đây vài ngày Thi Lê có đăng tải lên kênh YouTube của Thi Lê. Thì sau khi mà Thi Lê đăng tải lên kênh YouTube của Thi Lê thì nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thương của tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân ở cả nhà. Thì năm con bé chó này bây giờ là Thi Lê phải bây giờ chuồng á thì máy ấm không có nhiều, đáng lẽ là phải cách ly cho mấy bé bỏ vào chuồng. À, bây giờ nếu mà thả ra thì sợ mấy bé nó sổng, nó chạy ra đường. Thì bây giờ là Thi Lê với lại con trai Thi Lê với lại bé My sẽ ấy dây xích cho mỗi bé một sợi dây xích để mà cách ly nó vài ngày và cho nó ăn uống, và sau đó là sẽ cho mấy bé nhập đàn nha cả nhà. Vàng nó hiện trước á. Hay ha. Sao nó chạy mỗi ngày mỗi đêm, ngắm em này kia trước đi, chỗ cái chân hạt á hiền đi em, mấy đứa chó này hiền khô à. Chứ mà con nào cũng hiểu á. Trận vàng nha. Đó cả nhà, cả nhà thấy. Thì đáng lẽ là anh Quyết bàn giao cho Thi Lê là chỉ có 4 bé thôi. Nhưng mà trên đường, coi như trên đường chở qua máy ấm thì anh Quyết đi dọc đường mua được một bé nữa. Thì tổng cộng là 5 bé nha cả nhà. Đó, không lẽ bây giờ mang qua 5 bé, không lẽ bây giờ Thi Lê đành lòng mà cho một bé về là mổ hay sao cả nhà. Thì bắt buộc thì Thi Lê cũng phải cứu thôi cả nhà ơi. Thì hiện tại bây giờ là 5 bé này. Thì thường thường á là Thi Lê sẽ nhốt vào chuồng, mỗi chuồng là 2 bé và để cách ly cho mấy bé, coi mấy bé là có bị ỉa ra máu hay là bị bệnh ký sinh trùng gì hay không, có bệnh truyền nhiễm gì hay không, để mà có thể mà trở tay kịp thời. Thì bây giờ là Thi Lê sẽ xích mỗi bé là một sợi dây xích cho mấy bé nó quen rồi cho nó thích nghi được cái cuộc sống ở đây vài ngày, hai ba hôm gì đó, và Thi Lê sẽ cho mấy bé nhập đàn cả nhà. Thì cả nhà thấy trong mấy bé thì có bé hiền nè, có bé hiền, bé dữ. Đó, chẳng hạn như một bé còn ở trong chuồng á, là bé cả nhà thấy tội nghiệp phải không? Cũng vì cái hành động, vì mà cái suy nghĩ, thiếu suy nghĩ của con người, người chủ của bé chó đó, mà mới thành ra cơ sở như vậy. Bé dữ là tại vì người chủ. Cả nhà thấy vú nè, bên cánh ra bao quay coi. Nè, qua ngồi nè. Đó, vú bé còn sữa luôn cả nhà. Mà chắc Thi Lê nghĩ thì chắc con của nó thì chủ đã bán rồi, còn mẹ thì bán riêng ra lò mổ. Đó, cả nhà thấy nó dữ nhất luôn. Dạ, dữ lắm rồi. Đó, ở đây năm em này có em hiền, em dữ. Từ từ. Nó không đói lắm cả nhà. Đó. Kìa, con lấy cái mâm á cho em già đây đang ăn luôn đi. Ăn đi con. Ấy gì xích xa quá. Đói quá mọi người. Buồn. Ăn đi con. Đói. Ăn qua giờ đói luôn. Bị viêm da già rồi. Bị chủ bán viêm da. Nhà thấy cái nhìn nha. Biết là bộ xương rồi, biết ốm cả nào rồi. Con bé chó này nó đẻ mà nó dữ quá, chắc con nó bán luôn rồi.
Kìa, kêu ăn cái bún. Ăn đi. Nghe. Con. Ăn đi con. Lóc chóc hoài. Bé kia thì nó chưa có ăn cả nhà. Còn nhét á, nó run quá trời run luôn. Không ăn hả? Nhồi ăn mà nó nhồi. Mừng quá, mừng quá. Mừng quá ha Bun. Ăn đi con. Nó bệnh luôn hay không? No hay gì á? Hay là ăn nhiều quá. Nhiều quá như muốn nghẹn rồi đó. Ăn nhiều quá. Chào, không sao, không sao. Chồng kêu kìa.